Trong khi đó, tại bảng C, tấm vé chính thức đi tiếp đã được xác định dành cho Real Betis và cuộc chiến lúc này sẽ chỉ còn là hai cái tên AS Roma và Ludogorets nhằm giành suất vé vớt vào vòng playoff. Cụ thể cho đến hiện tại, cả hai đã có cùng 7 điểm sau 5 lượt trận, trong đó Ludogorets đang xếp trên nhờ chỉ số đối đầu. Ở vào hoàn cảnh như vậy, đại diện Italia sẽ cần một chiến thắng ở lượt đấu cuối tới đây để có thể giành vé vào vòng playoff. Nếu xét về thực lực, đó là nhiệm vụ không quá khó để thầy trò huấn viên Mourinho có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Tuy nhiên, với tình hình như hiện tại, vẫn còn nhiều nghi ngại cho khả năng ấy của đại diện thủ đô. Nguyên nhân là bởi sắp tới Roma sẽ được chơi trên sân nhà. Thế nhưng kết quả thua tới 3 qua 4 trận gần đây cũng đang khiến điểm tựa ấy không thực sự giá trị. Tuy nhiên thì về cơ bản hy vọng là vẫn có cho đội chủ sân Olympico bởi năng lực ở hiện tại, thêm nữa đối thủ ở phía bên kia chiến tuyến cũng có những điểm yếu riêng. Cụ thể ở đây với Ludogorets, đó chính là việc họ sẽ phải làm khách. Cần biết rằng những kết quả ấn tượng mà đội bóng này có được từ đầu mùa đa phần diễn ra trên sân nhà, trong khi trên sân khách tình hình đã tỏ ra không mấy khả quan khi mà 4 trận gần nhất, đại diện Bulgaria cũng chỉ giành được một chiến thắng, còn lại thua 2 và hòa 1. Đã thế, sự ủng hộ có đến từ sàn giao dịch châu Á khi nhà cái xếp đại diện Italia ở cửa trên với kèo chấp 1/1/2. Tuy so với kèo chấp 1 hòa ở lượt đi trên sân của Ludogorets, mức kèo được nâng lên như vậy là chưa thực sự nổi bật. Thế nhưng nếu xét chuyên môn ở thực tại của họ, mức kèo như vậy không quá tệ với thầy trò huấn viên Mourinho. Và với bản lĩnh của đội bóng hàng đầu nước Ý, hoàn toàn có thể tin Roma tạo ra khác biệt ở trận đấu này. Trên phương diện tầm bàn thắng, với tính chất quan trọng của trận đấu, sẽ khó để trông đợi vào kịch bản tương bừng.